40 rồi. Ui, hết trẻ. Trẻ đấy. Trời ơi, thời buổi này đâu con trai ế con gái, ai ế giờ con gái. Ế đâu. Giờ con gái quý hơn cái mọc cổ nha, cái liệu cổ nhá. Ở mình nhá. Giờ làm gì có chuyện đàn bà, giờ người ta ba bốn con là đồng lấy trai tân. Đấy, cháu trai đồng cảm nhé, đúng như thế là đấy. Tuấn có gì đấy. Đùa luôn. Có duyên nhờ, mình chẳng có duyên. Ừ. Đẹp nhá nhờ. Đấy, đẹp nhá nhờ. Đúng lấy trai tân hết. Em ơi, ai mà đến con trai đến bảo lấy vợ lần nào chưa, nó bảo chưa rồi mình tiếp chuyện nhé. Còn cái dạng đã bảo có người yêu rồi con đấy. Nói rằng ông cháu này đừng tự ái nhá, nhưng mà đúng bây giờ khó lấy vợ thật đấy. Này, vành vành gốc trùng 60 mà sao thằng cháu nó bảo nó nhanh lớn thế nhỉ? Cụ nhỉ? Cháu trai này nó cháu à nó bán cái này đi lấy vợ ngay đấy, nhưng mà nói thế này nó lại tức nó lại bán thật thì. Anh quay mà cái đẹp anh quay mà cần gì phải bán. Hôm nào mà vừa ấy mà cứ alo chứ. Giờ chưa bán, hôm nào bán thì tao mua cây. Mua ở dưới Minh Hòa là nhiều cây lắm rồi. Liệu là liệu có quả các bạn nhé, có loại hai dòng liệu liệu không có quả nhá. Cây này là khả năng là bán đi thì sẽ muốn lấy được vợ ngay tức khắc, con gái sẽ đến nhà. Đấy, đang bảo đó rồi, nãy nó nghe câu này rồi, chưa biết được. Nó nói thằng cháu này nó yêu cây nhưng mà nó chưa lấy được vợ. Ở đây là cây mai thứ quý đây này. Ủa, sao lại không đánh ở chỗ khác mà trồng nhỉ? Mai này, mai thứ quý là quý mà. Đấy, bảo cháu nó đánh ở chỗ khác không có thì bán cái liệu đi. Ừ. Đúng rồi. Mai này không phải vàng. Đẹp mà, nếu yêu không nhỏ hoa nhìn đẹp lắm. Giống cây nhà tao. Không, cây mai thứ quý này với là người ta thích chơi hơn cây mai vàng. Này như thế. Bây giờ thời buổi này con gái nó con trai rồi thì là thất thế rồi. Đây con trai nhà chị đây mà ăn chưa lấy vợ rồi. Thằng này nó hai mấy chị? 30 rồi. Gần 30 nhưng mà trông nó trẻ nhỉ. Cái sung. Rồi ok. Đấy. Đây, khách nó đặt bánh rồi, chưa có bánh nhưng nó giam tiền trước rồi này. Bánh gì đây em? Bánh